ăn quá quên lời luôn. Xong hết giờ rồi, bây giờ đợi chị Hương Lan ra. Anh vẫn ca sĩ về hoa thì vẫn chờ. Bán nhanh quá, rồi mới đi xuống là hết sạch rồi. Không biết Gia Huy có còn băng bao nhiêu mà lại cho tiếp đi. Dạ vâng, và bây giờ thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho tiếng hát ngọt ngào và tuyệt vời của ca sĩ Hương Lan. Hương Lan xin thân ái kính chào quý vị. Xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong ngày hôm nay, trong đêm nay. Chúc quý vị thưởng thức một đêm nhạc thật vui và thật thoải mái. Hương Lan có thực hiện hai cuốn CD nhạc đạo, mong rằng quý vị sẽ ủng hộ Hương Lan để Hương Lan có cơ hội để cúng dường cho chùa thêm trong đêm hôm nay. Chắc là phải nhờ Giáng Ngọc và Ngọc Linh đem CD xuống đi bán giùm cho chị hai. Và bây giờ bài hát đầu tiên trong phần trình diễn của Hương Lan, xin mời quý vị nghe một bài hát rất là quen thuộc của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Chiếc Áo Bà Ba.